Mọi người, sau khi mà làm sạch lông rồi thì cái bước tiếp theo để ngâm mật ong thì trang trại Tín Tài là cũng sẽ sắt lát cặp nhung này ra. Thì cái cặp nhung mà 1,17 kg thì để cắt được mấy thì trang trại đã chặt ra thành những cái nhánh như thế này. Đấy, những cái nhánh như này mọi người nhé. Cắt ra thì chúng ta mới cắt được mấy. Thì ở trang trại Tín Tài làm nhiều nên là dùng đến máy cho nhanh, còn thực chất ấy, rất nhiều những cái video khác thì trang trại cũng có làm để hướng dẫn mọi người sắt lát bằng cái dao và cái thớt bình thường làm thức ăn ở trong gia đình của mọi người ấy. Thì con dao nào mà dùng chặt được gà thì con dao đấy chúng ta cũng sẽ sắt lát được nhung. Thì đây sẽ cái bước tiếp theo là trang trại sẽ sắt lát cặp nhung 1,17 kg này để ngâm với mật ong cho chuối về chú Linh ở Hải Phòng. Hướng dẫn từng công một để cho mọi người biết được cách làm. Sắt bằng dao thôi thì nó hơi lâu một chút thôi, nhưng mà nó cũng rất là đơn giản cho mọi người nhé, không quá khó để chúng ta sắt lát một cái nhung. Thank you.
hơi cứng một chút nên là nó, nhưng mà nó vẫn cứng như cái phần mà gần xương sụn của lợn nha mọi người nhé. Nên là mọi người cứ sắp lát ra rất là đơn giản. Tập nhung sau khi sắt lát đây mọi người. Lát nhung sắt lát thì nó cũng mỏng vừa tầm chúng ta ăn thôi. Đấy, để nó đang tươi nguyên huyết như này. Ngâm mật ong thì sau khoảng 45 ngày chúng ta sử dụng được. Rất là chất lượng luôn nhé. Đối với cái máy này ấy, thì chúng ta cũng dùng để sắc sâm được luôn. Thì đây là sắc sâm luôn. Đây là sâm tươi Hàn Quốc mọi người nhé. Vậy thì đây đã xong khâu sắt lát rồi. Bước tiếp theo là chỉ còn bước cho vào bình thôi. Video này là trang trại Tiến Tài là muốn khâu quay lại cái khâu mà trang trại làm từ đầu đến cuối, là cũng để cho chú Hinh mà nhờ trang trại sắt lát và làm ngâm cẩm nhung này để tặng mẹ trước khi chú dùng làm món quà cho người thân, thì chú cũng yên tâm hơn. Thì mọi người xem video cũng biết được cái cách để chúng ta ngâm nhung hiêu với mật ong một cách là chuẩn nhất. Thì anh chị cô chú bác nào ấy mà có nhu cầu mua nhung hiêu tươi này thì cứ liên hệ với trang trại Nhung Hiêu Sao Tiến Tài. Mọi người hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này. Thì trang trại là
sẽ có nhân viên là tư vấn chi tiết cho mọi người, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại sẽ tư vấn kỹ hơn. Cả hai cái số điện thoại này ấy, thì trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo mọi người nhé. Mọi người cứ add Zalo để trang trại được tư vấn chi tiết cho mọi người. Để cho mọi người nhìn kỹ thông điều gì chất lát đấy ạ. Rất là chất lượng luôn mọi người nhé. Đây này, mình sẽ cho sâm vào trước. Cho sâm vào trước ạ. Sẽ cho hết nhung đã sắt lát vào. Rơi ra ngoài một chút mọi người nhé. Đây ạ, à, đây là một cặp nhung. 1,17 kg và nửa cân sâm. Thì lần này sẽ ngâm với 6 lít mật ong gửi về Hải Phòng cho chú Hưng. À cho chú Hưng. Đấy, mua tặng mẹ. Thì
trang trại đã làm xong bước sắt lát, sâm và nhu hiệu, thì cái bước cuối cùng sẽ là cái bước đổ mật ong vào, rót mật ong vào. Thì cũng lưu ý với mọi người, khi chúng ta ngâm với nhung hiêu, nhân sâm với mật ong này là bắt buộc chúng ta phải ngâm bằng bình thủy tinh mọi người nhé. Ở đây là trường hợp ngoại lệ, trang trại Tín Tài sau khi làm xong ấy là phải vận chuyển đường dài về Hải Phòng cho chú. Vì vậy quá trình vận chuyển bắt buộc trang trại Tín Tài là phải làm trước vào bình nhựa để vận chuyển cho an toàn. Và sau khi mà nhận được, chú sẽ chuyển sang một bình thủy tinh mới của chú. Đấy, như thế là sẽ khâu vận chuyển và chúng ta sẽ yên tâm hơn. Mọi người, đây là 6 lít mật ong mọi người nhé, 6 lít mật ong. Thì bây giờ sẽ lót từng lít mật ong vào. Ngâm mật ong thì sau 45 ngày là chúng ta sử dụng được nhé. Mật ong rất là chất lượng ạ. Nếu như mà ngâm với nhung hiêu này, mọi người phải mua được những cái mật ong mà chỗ chúng ta tin tưởng. Đấy, mật ong phải chất lượng, chỗ chúng ta tin tưởng thì chúng ta hẳn dùng để ngâm với nhung hiêu. Vì cái sản phẩm nhung hiêu, thứ nhất là nó là mặt hàng sức khỏe rất là giá trị, thứ hai là nó cần cái mật mà chuẩn để làm gì, tức là để cho nó làm chín nhung và nó bảo vệ nhung hiêu mọi người nhé. Nếu chúng ta ngâm phải cái mật mà cho ăn đường ấy thì nó sẽ không an toàn cho cái chất lượng của nhung hiêu. Các anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu tươi ấy, thì cứ để lại số điện thoại bên dưới video này mọi người nhé. Trang trại Tín Tài sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người về cái sản phẩm của trang trại, thì mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng. Trang trại là sẽ để cho mọi người yên tâm tuyệt đối, thì trang trại là sẽ vận chuyển cái nguyên cái cọc tươi như vậy, sắp ra cái còn tươi nguyên này mọi người. Thì về mọi người tự tay mọi người làm, mọi người ngâm để cho mọi người yên tâm hơn về cái sản phẩm. Mọi người lưu ý là trong một tuần đầu ấy thì mọi người phải mở nắp ra nhé, mở nắp ra để cho mọi người dùng đũa sạch, mọi người khuấy đều lên để cho cái nhung cái sâm này nó thấm mật ong tốt nhất, nó không bị nổi lên trên bề mặt nhé. Nó nổi lên trên bề mặt thì mọi người phải mở nắp ra để mọi người đảo cho nó đều lên.
sẽ điều sản phẩm đi. Sau để chú tức là người dưới cùng luôn, để chú khi cho vào bình mới chú rót thêm vào. Cái tỷ lệ ngâm nhung hiêu với mật ong ấy thì là cứ hai lạng nhung hiêu là chúng ta ngâm với 1 lít mật ong mọi người nhé. Hai lạng nhung hiêu là ngâm với 1 lít mật ong. Chi tiết cho mọi người thì video cũng đến đây thôi. Đây là đã xong một quá trình hướng dẫn mọi người cách làm ngâm nhung hiêu với mật ong. Tuy là video rất là dài nhưng nó cũng rất là chi tiết để cho mọi người hiểu cặn kẽ các bước mà để chúng ta làm ngâm với mật ong như thế nào. Đấy, thì đây là một cái bình mà sau khi hoàn thành thì sẽ dần dần là sẽ đảo lộn cái nhân sâm ở phía dưới, đảo lộn đều. Tại sao là chúng ta phải kết hợp với nhân sâm? Tại vì khi kết hợp sâm ấy thì cái mùi thơm của sâm này mọi người nó sẽ át đi được cái mùi tanh của nhung. Thì khi dùng ấy thì mọi người sẽ dễ dùng hơn. Và ngoài ra sâm với nhung, nếu mọi người đã nghe đấy thì nó cũng đã từng nghe đấy, sâm nhung bổ thận, tức là nó là một bài thuốc mọi người nhé. Một bài thuốc, hai thằng này kết hợp với nhau rất là tốt, nên là chúng ta kết hợp ngâm chung thì rất là hiệu quả. Video trang trại Tín Tài làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng ấn like và chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Và đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào.